Hi, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kiếm Tiền Online Static. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cái ứng dụng Aladdin Exchange. Khi mà các bạn đăng ký thì mọi người sẽ được nhận một hộp quà may mắn. Nó sẽ có giải thưởng từ 10.000, 100.000 hoặc là 1 triệu. Mời một bạn bè thành công thì các bạn sẽ nhận được là 25.000. Và min rút từ cái ứng dụng này chỉ là 200.000 về tài khoản ngân hàng. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách mọi người có thể đăng ký và tham gia cái ứng dụng này. Và bạn nào mà muốn chơi thì cái phần link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả thì mọi người có thể kích vào link và đăng ký nhá. Thì ở đây đối với cái ứng dụng này thì nó là một cái ứng dụng của Việt Nam và nó có liên kết với VNDC. Đối với những cái bạn nào mà đã có tài khoản VNDC KYC rồi thì mọi người chỉ việc đăng ký thôi và mọi người sẽ không phải KYC nữa nhá. Còn đối với những cái bạn nào mà chưa có VNDC hay là mọi người chưa KYC ấy, thì mọi người cần phải đăng ký cái ứng dụng này và mọi người cần phải KYC thì nó mới xác nhận được cho mọi người. Thì ở đây mọi người sẽ kích vào phần đăng ký, mọi người nhập cho mình cái địa chỉ email. Nếu mà bạn nào có VNDC rồi thì nhập trùng nha, thì chúng mình đỡ phải KYC. Mọi người nhập cho mình cái mật khẩu này, sau đó thì ấn đồng ý điều khoản và ấn đăng ký. Đây là một cái ví dụ này. Đó, mọi người nhớ kích vào cái phần đồng ý điều khoản thì mọi người mới đăng ký được. Sau khi mà đăng ký thành công thì mọi người sẽ check vào địa chỉ email cho mình. Thì ở đây nó sẽ có phần confirm, đó là xác minh tài khoản. Thì mọi người chỉ cần ấn vào confirm thì tài khoản của mọi người đã được xác minh nhá. Khi mà các bạn xác minh thành công rồi thì nó sẽ cho mọi người cái bước điền username. Thì ở đây mọi người sẽ điền cho mình username. Username là viết liền, không dấu á. Thì mọi người cứ viết thế nào được. Sau đó thì mọi người ấn hoàn thành giúp mình. Tiếp theo thì ở đây mọi người sẽ tải cho mình ứng dụng. Hiện tại thì có cả trên App Store và Google Play. Thì các bạn sẽ tải ứng dụng tương ứng với máy của mình nhá. Khi mà các bạn tải xong rồi thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập cho mình. Ở đây mọi người có thể ấn bỏ qua luôn. Mọi người sẽ chọn phần đăng nhập ở đây. Mọi người sẽ đăng nhập bằng cái địa chỉ email và mật khẩu. Sau đó thì ấn đăng nhập. Ở đây thì mình nghĩ là các bạn hãy để VNDC để cho dễ nhìn nhá. Bạn đã có kinh nghiệm chưa? Nói chung là mọi người cứ ghi là đã có kinh nghiệm rồi hoặc là có trình độ chuyên gia, đỡ phải năng nhập. Rồi, thì ở đây nó sẽ cho bạn một hộp quà. Thì các bạn sẽ ấn vào từ bắt đầu luôn nha. Ở đây thì mọi người sẽ được chọn một hộp quà may mắn. Thì các bạn sẽ chọn. Nói chung là mình nghĩ là hộp quà 1 triệu thì sẽ không nhiều đâu. Chỉ 10.000 hoặc là 100.000 thôi. Thì các bạn sẽ cố gắng chọn giúp mình nha. Đó, sau đó thì vuốt vali lên. Thì ở đây mình đã nhận được là 10.000 đồng. Mọi người ấn vào khám phá ngay nhá. Đó, nó đã báo là chúc mừng bạn người dùng đã dùng VNDC rồi. Tài khoản của bạn đã được xác thực KYC tự động luôn. Thì mình sẽ ấn vào bắt đầu giao dịch. Đối với những cái bạn mà chưa KYC thì đến bước này nó sẽ bắt mọi người KYC. Thì các bạn tiến hành KYC giúp mình nhá. Mọi người sẽ kích vào cái phần ví này. Thì mọi người có thể kiểm tra là tài khoản support của mọi người đang có tiền. Thì ở đây 10.000 thì nó tương đương khoảng là 0.4242 đô. Rồi, tiếp theo thì chúng mình sẽ cần phải đi giới thiệu bạn bè. Thì mọi người sẽ kích lên cái phần trang chủ này. Mọi người chọn lên cái phần ba gạch, nó sẽ có phần giới thiệu bạn bè để kiếm tiền. Thì ở đây mọi người sẽ copy link để đi mời bạn bè nhé. Và đây là một cái lịch sử giao dịch rút tiền của một anh mình có quen. Thì cái min rút từ cái ứng dụng này chỉ là 200.000 thôi. Thì anh đấy đã rút 2 lần và ứng dụng này thì cực kỳ uy tín. Mình sẽ review qua cách để mọi người có thể rút tiền được nhé. Đây, khi mà mình đã truy cập vào cái ví tiền của mình thì mọi người sẽ nhìn thấy là có ví support hoặc là ví broker. Cái ví này là cái ví mà mọi người có thể nhận thưởng ý. Và khi mà mọi người nhận được thưởng rồi thì mọi người cần phải chuyển sang ví support để mọi người có thể đây. Mọi người ấn chuyển sang ví support để mọi người có thể rút được tiền nha. Mọi người sẽ rút tiền ở trên ví support này. Mọi người kích vào phần support này. Sau đó thì mọi người ấn rút. Thì ở đây mọi người sẽ thêm cho mình tài khoản ngân hàng vào. Đó. Tối thiểu là 200.000 đồng và tối đa sẽ là 300 triệu nhá. Và rút tiền từ cái ứng dụng này thì cực nhanh. Nói chung là cái ứng dụng này thì rút tiền rất là đơn giản nên các bạn hoàn toàn có thể rút tiền. Và mình có một lưu ý này, cái ứng dụng VNDC ấy, thì nó rất là mở rộng và mình thấy người Việt Nam chơi rất là nhiều. Tại vì ngày xưa thì nó cũng có chương trình iRoad và hiện tại nó vẫn có. Đó là tuyển một bạn bè thì nhận được 20 hay 25.000 á. Nên mình thấy là có rất là nhiều người sử dụng VNDC. Thì các bạn có thể lợi dụng danh sách những người mà chơi VNDC. Thì các bạn có thể tuyển thông qua cái ứng dụng này. Thì các bạn có thể sử dụng những cái content phù hợp. Ví dụ như là sử dụng VNDC thì nhận ngay gói quà lên đến 1 triệu.
thì các bạn có thể thu hút được người dùng khi mà các bạn tham gia và các bạn có thể nhận được thưởng nhé. Các bạn ấn vào đây thì các bạn sẽ copy cái phần link này. Các bạn chỉ cần copy link. Còn đối với những người mà người ta tự động tải ứng dụng và chưa nhập mã giới thiệu thì các bạn có thể share cái phần mã giới thiệu này cho người ta nhập, thì các bạn sẽ nhận được thưởng nhá. Và đây mình thấy là một cái ứng dụng khá là uy tín của Việt Nam. Nói chung là các bạn cứ chơi đi. Có vấn đề gì không hiểu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook của mình. Link mình sẽ để dưới phần mô tả. Bye bye, hẹn gặp lại.